Tập 044, một ngày của Bạch Tuyết. Đã hơn 7 giờ sáng, mẹ đang cố lay xin dậy nếu không sẽ lại trễ xe buýt của trường mất. Xin vẫn nằm im và nói có trễ cũng không sao vì mẹ sẽ đưa xin đi bằng xe đạp mà. Mẹ bắt đầu thấy tức cái lồng ngực rồi mẹ dùng hết sức bình sinh lật cái mền lên thì xin cũng phải dậy thôi. Xin nói mẹ có phải gì ghẻ không sao lại không yêu thương con trai thế. Đã thế thì mẹ đây rũ cái mền cho tới khi nào xin rớt xuống thì mới thôi. Thế mà xin vẫn bám dai như đỉa rồi hai mẹ con lại cãi nhau om sòm. Bạch Tuyết ở ngoài sân lại thở dài ngao ngán. Vì đây là chuyện thường xuyên ở huyện mà, ngày nào nó chả nghe thế. Sau khi xếp mền mẹ nói xin mau đi ăn sáng đi. Còn xin thì thấy cuộc sống tung tăng nhảy nhót ngoài sân như Bạch Tuyết mới sướng làm sao. Sau đó xin thay đồ rồi xuống bếp ăn một cách chậm rãi, còn khen món sự phòm nay mẹ nấu cũng được. Mẹ bực mình chỉ lên đồng hồ nói xin nhanh cái chân còn đi học. Xin lại khuyên mẹ bớt nhăn nhó lại nếu không mẹ sẽ già nua xấu xí lắm. Đương nhiên xin sẽ ăn đòn ngay lập tức rồi. Xe buýt của trường đã tới, mẹ vội vàng bế xin ra cổng. Ai dè mới chào hỏi cô giáo xin lại thấy đau bụng rồi tọt thẳng vô nhà. Bạch Tuyết chờ đợi bữa sáng mà muốn đói muốn xỉu. Còn mẹ lúc này hì hục đạp xe chở xin tới trường. Về nhà mẹ cũng quên luôn cho Bạch Tuyết ăn. Mẹ liền đánh một giấc tới 11 giờ trưa, sau đó lại mở tivi xem dạy nấu ăn. Bạch Tuyết chờ đợi mỏi mòn thật tội nghiệp, ở trường xin vẫn đang phá phách khiến cô giáo và thầy hiệu trưởng khóc ròng. Bạch Tuyết thì đói bụng quá nên nó quyết định bỏ nhà ra chợ kiếm gì ăn. May mà cô bán hàng tốt bụng cho nó một đĩa cơm với xương cá. Mẹ lúc này mới nhớ ra mình quên cho Bạch Tuyết ăn. Vừa về đến nhà Bạch Tuyết lại hết hồn khi mẹ bù cho nó phần thức ăn của cả sáng lẫn trưa. Nhìn thôi là mắc ói rồi, vì nó quá no ăn sao nổi nữa. Xin đi học về chài hỏi Bạch Tuyết rồi lại vô nhà xem hoạt hình. Bạch Tuyết buồn bã không có ai chơi cùng. Tối đến Bạch Tuyết lại nghe nhà xin vừa ăn tối vừa cãi cọ om sòm. Ăn xong nó chui vào chuồng ngủ mà buồn thiu. Còn xin đi ngủ mà được bố mẹ ngắm nghía âu yếm. Bạch Tuyết cũng ước mình được chiều chuộng như vậy. Sáng hôm sau Bạch Tuyết lại đón chào ngày mới như mọi ngày. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 286, P1 tôi lo lắng về đồ chơi của tôi. Hôm nay cả đám cùng đến cửa hàng đồ chơi xem đồ. Xin thấy thích cặp Pikachu này quá, Kazama lại thích bộ trò chơi Mintima sắp ra mắt. Thỏ bông thì luôn là lựa chọn hàng đầu của Nene. Mà sao lại đam mê bộ đồ chơi hát chợ Bori, còn Bo thì thích chú vịt này. Ai cũng muốn được sở hữu món đồ đã chọn. Ông chủ nghe thì vui lắm, đúng là thời đến, rồi ông lấy sổ sách ra ghi lại. Xin quyết tâm chủ nhật tuần sau sẽ dụ bố mua cái cặp này, ông chủ cửa hàng tự nhiên xỉu ngang luôn. Kazama thấy xin không mua là hết đó, chợt thấy ông chủ nhìn nên Kazama nhìn lại. Vậy là ông giả vờ như không biết chuyện gì, rồi cả đám cứ đứng bàn luận bảo qua tuần sẽ mua mấy món này. Ông chủ lại khóc ròng vì cứ ngỡ sắp bán được mớ hàng. Lúc này, cũng có một chị gái xinh đẹp với bộ tóc đen nhánh bước vào cửa hàng. Xin thấy chị đẹp quá, rồi cô cậu chỉ tay hỏi tuổi của chị, Nene thấy xin kém duyên quá. Ai lại đi hỏi tuổi phụ nữ, mà Nene thấy chị có vết sưng trên cổ, vậy là chị gái hoang mang che cổ lại. Rồi xin giới thiệu cậu và các bạn ở đây đều 5 tuổi. Kazama bịt miệng bảo xin đừng tiết lộ điều gì hết. Chị gái nghe vậy liền lấy lại tinh thần rồi bảo muốn tặng quà cho những cậu bé 5 tuổi, nhưng mà không biết là nên tặng gì. Xin thì thích một chú chim én, chị gái nghe thì tự nhiên hét toáng lên. Đám trẻ thấy chị cứ che mặt nên cứ chạy theo để xem mặt chị. Vậy là chị cứ kéo mũ xuống che, rồi chị bảo trong số đồ chơi ở đây, cái nào hot nhất. Xin thấy tất nhiên là con Pikachu rồi, với lại cu cậu nghĩ chắc vài bữa hết hot nó sẽ giảm giá thôi. Kazama thấy xin nói rất có lý, rồi Kazama khoe bộ đồ chơi trên tay cậu. Vì đây là đồ chơi của Đại học Tokyo, trong tương lai họ sẽ phát triển hơn nữa. Ông chủ thấy Kazama nói rất hay, Masai lại nghĩ chị nên mua bộ hát chợ Bori này, chị gái thấy bộ này rất hay. Xin thì thấy chẳng thích chút nào cả, Nene thấy xin có đời nào thích mấy cái này đâu. Rồi cô bé bảo nếu 5 tuổi tuổi thì chắc lúc nào chơi thỏ bông và ngủ với thỏ bông. Bo lại thích con này, chị gái thấy nó thật tuyệt, rồi cả đám xếp hàng cho chị chọn. Tự nhiên Kazama lên hỏi chị gái ngân sách mà chị đang có. Thấy chị giơ 5 ngón tay mà xin hết hồn, chắc là 50 tỷ rồi. Kazama thấy xin xàm quá, Nene nghĩ chắc là 50.000 rồi. Nhưng chị gái bảo có 500 yên thôi, vậy là cả đám hết hồn, rồi cả đám tập trung lại hội ý. Với 500 yên thì sao mà mua được, Kazama thấy mọi người không nên tham lam, chị gái thấy cũng được mà. Nhưng xin thấy với 500 yên thì một đứa trẻ 5 tuổi thấy là hơi ít. Với lại Kazama cũng thấy là càng đắt là càng tốt. Chị gái không nghĩ là như vậy, xin thấy đó chỉ là ý kiến của Kazama thôi. Kazama điên quá chửi xin sấp mặt, còn chị gái thì nhân cơ hội chuồn luôn. Ông chủ thấy vậy liền gọi chị lại mua quà cho người bạn nhỏ của mình. Xin lúc này cũng quay lại gọi làm chị hết hồn, ủa chị chưa mua mà đã đi rồi. Chị gái quê quá, vậy là ông chủ ngồi ghi lại mấy món đồ đám trẻ muốn mua. Rồi Kazama hỏi đứa bé muốn tặng quà trông như thế nào.
Chị gái bảo đó là một cậu nhóc trầm tính và thích chơi trong nhà. Shin thấy lo lắng cho tương lai của cậu ấy quá, Kazama thấy Shin toàn nói lung tung thôi. Rồi Kazama bảo chị nên mua mấy món đồ chơi có thể chơi trong nhà. Shin thấy vậy thì Action Kamen là hợp lý nhất. Vậy là Kazama hỏi ông chủ có đồ chơi Action Kamen. Vậy là ông ra lấy đưa cho mọi người xem. Nhưng Kazama nhớ là cái này đã ra mắt lâu rồi. Chợt cậu thấy cái này rất hợp lý, ông chủ liền đưa giấy bút ra ghi lại. Kazama nghĩ chị mua cái này rất hợp, nó chỉ có giá 500 yên thôi. Xin thấy vậy sao đủ tiền được, rồi chị gái hỏi không biết ở đây có được giảm giá không. Nene bảo loại này được giảm 30%, nhưng chị gái thấy không được rồi chuồn luôn. Vậy là đám trẻ cũng bỏ về, ông chủ bực lắm. Vậy là chỉ còn bo thôi, nhưng cô cậu cũng trả món đồ rồi về luôn. Ông chủ thấy chán quá, ngồi cả buổi mà chẳng bán được cái nào cả. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 1145, Bí mật xinh đẹp của Jochan. Bố đang làm việc tại công ty thì nhận được tin nhắn của mẹ gửi tới. Tối nay mẹ sẽ đưa cả hai đứa nhóc nhà mình cùng đi dự tiệc. Bố đọc xong thì cảm thấy thật tuyệt vời khi chỉ có một mình ở nhà. Cơ mà nghĩ cảnh bữa tối nhậu một mình thì buồn chết. Chợt bố nhìn thấy anh đồng nghiệp đi ngang. Bố hỏi thì anh ấy trả lời anh có điều bí mật hay lắm. Bố tò mò lấy tập tài liệu trên tay anh tính mở ra xem. Anh ấy liền nhắc hãy cẩn thận, sau đó anh ghé sát vào tai bố thì thầm. Đó là cuốn tạp chí hấp dẫn nhất và bất kể người đàn ông nào trên thế giới cũng bị hạ gục. Nghe tới đây bố liền tưởng tượng ra những cô gái ngoại quốc ăn mặc mát mẻ. Ba vòng hấp dẫn mà cười một cách ngây ngốc. Anh đồng nghiệp nói bố muốn xem thì tối nay hãy đến gặp anh ấy. Bố liền đứng phắt dậy với đầy sự phấn khởi bởi vì đêm nay bố chỉ có một mình ở nhà. Người đàn ông đơn độc và tự do, thế rồi trên chuyến tàu về nhà, bố cứ nhìn vào chiếc cặp mà mắt sáng rực. Bố tung tăng nhảy nhót, còn hát vui vẻ khi tới nhà khiến Bạch Tuyết cũng phải khó hiểu. Mới mở cửa nhà bố đã hào hứng khi sập được xe mấy em chân dài rồi. Một cô em tóc vàng hiện ra nhắc nhở bố cứ từ từ. Hãy tắm rửa cho mát mẻ đã nào, bố nghe như rót mật vào tai. Liền hí hửng vào phòng tắm dội sạch mùi hôi chân này, sau đó làm một lon bia cho mát dạ. Bây giờ cũng đã đến giờ gặp gỡ những cô em xinh đẹp rồi đây. Bố nín thở bắt đầu cẩn thận mở bao đựng tạp chí ra. Đột nhiên có tiếng mẹ và Xin ngoài cửa khiến bố như hóa đá tại chỗ. Mẹ cùng hai đứa đi vào, bố chào ba mẹ con một cách gượng gạo. Không quên hỏi sao mẹ về sớm thế, mẹ nói lo lắng cho Hima vì sợ con bé bị sốt. May mắn là Hima vẫn 37 độ, bố thấy thật may mắn nhưng không ngừng bất an với cuốn tạp chí giấu sau lưng. Mẹ nói mình có mua sushi cho cả nhà cùng ăn đây. Xin liền nói trước khi ăn thì muốn được bố ôm hôn chào đón cậu trở về nhà. Bố nghe thì giật bắn cả mình, mẹ cười gượng khi thấy Xin hôm nay cũng muốn được bố chiều chuộng sao. Bố sợ hãi nếu Xin ôm mình nó sẽ phát hiện ra cuốn tạp chí thì chết mất. Bố liền khua tay múa chân loạn xạ và nói mấy hành động đó đã lỗi thời rồi. Bây giờ chỉ cần nói bố yêu các con là được mà. Ba mẹ con Xin như bị khựng lại vì quê vậy. Mẹ nói Xin cứ tiến lên và cậu ta nhảy vào ôm bố. Bố cũng cười gượng gạo, tới lượt Hima nhào tới cuốn tạp chí đã rớt tới mông rồi. Bố sợ hãi nghĩ tới cảnh mà bị mẹ phát hiện rồi chửi sấp mặt trước hai đứa con thì bố xấu hổ chết mất. Bố liền giả vờ nằm xuống nhưng bị đập đầu một cái thật đau, nhưng bố nói mình không sao. Rồi cố trượt người về phía trước cho cuốn tạp chí chui lại vào lưng. Xin tưởng bố làm trò kiên nhảy một phát lên bụng ngồi khiến bố đau điếng. Mẹ vội nhấc Xin lên nghiêm túc nhắc cậu không nên làm thế. Bố cố ngồi dậy và nói không sao đâu, thế rồi mẹ đưa sushi lên. Bố vừa giơ tay tính lấy thì cuốn tạp chí rớt cái bụp ra sàn, mẹ ngạc nhiên hỏi tiếng động gì vậy. Bố liền giả vờ ngã xuống và nói đó là tiếng xương sống bố kêu đó. Mẹ sợ hãi chạy lại xem, Xin nói có lẽ bố bị gãy xương rồi. Mẹ lo lắng bố sẽ bị làm sao nên vội lấy điện thoại gọi cứu thương. Bố vội từ chối, nhưng không cản kịp rồi, xe cấp cứu và bác sĩ đã tới nhà khám cho bố. Bố vẫn nằm bất động, mẹ lo lắng muốn bác sĩ mau đưa bố tới bệnh viện. Khi họ nhấc bố lên cán thì bố vẫn cố với lấy nhưng không kịp. Xin nhìn thấy cái túi tài liệu liền chạy tới mở ra xem. Bố gào lên cản Xin mau dừng lại, nhưng không được rồi, bố hét lên đầy đau đớn. Xin nhấc ra là một cuốn sách dạy võ thuật và công phu, bố nghe thấy vậy thì tim như ngừng đập. Ôi vậy mà bố phải tổn thọ vì điều này ư, bố xỉu ngang trên cán cứu thương. Và xe cấp cứu đã đưa bố đi ngay trong đêm với sự lo lắng của mẹ. Lúc này anh đồng nghiệp của bố đang xem đấu vật một cách phấn khích. Anh đoán rằng chắc giờ này bố Nohara xem xong cũng đang bốc hỏa hừng hực trong người đây. Nhưng tiếng xe cứu thương chứng minh điều ngược lại.